Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin 24 giờ qua và sau đây mời quý vị đến những bản tin chi tiết. Thiện Hạnh xin phép mở đầu cho phần tin 24 giờ với các bản tin liên quan trên thế giới cho hay. Ukraine sẽ áp đặt lệnh thiết quân luật trên toàn quốc bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 sắp tới. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào ngày thứ Hai 26 tháng 11 loan báo, chính phủ của ông sẽ chính thức ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn quốc bắt đầu vào ngày thứ Tư 28 tháng 11. Tuy nhiên, sắc lệnh này sẽ không cản trở quyền bầu cử của người dân, cũng như làm trì hoãn cuộc tổng tuyển cử vốn đã được ấn định diễn ra trong năm sau. Nhà lãnh đạo Kiev cho biết lệnh thiết quân luật sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày thay vì 60 ngày theo dự định trước đó. Vì vậy, điều này không ảnh hưởng đến tiến trình vận động tranh cử của các ứng cử viên tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp sửa diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Lục soát tư gia của một công dân Saudi Arabia bị tình nghi có liên hệ với thủ phạm trong vụ sát hại ký già Khashoggi. Lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Hai 26 tháng 11 đã tới lục soát căn tư gia sang trọng tọa lạc trong vùng duyên hải phía đông nam Istanbul, vốn do một công dân gốc Saudi Arabia làm chủ. Người này bị tình nghi có liên hệ với một trong số những thủ phạm sát hại ký giả bất đồng chính kiến Khashoggi. Được biết, thủ phạm sát hại ông này đã từng gọi điện thoại cho chủ nhân của căn villa này một ngày trước khi tiến hành vụ ám sát bên trong tòa lãnh sự Saudi ở Istanbul. Chủ sở hữu của căn biệt thự được xác nhận có tên là Mohammed Ahmed Al-Fawzan. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng trong cuộc điện đàm bí mật giữa Al-Fawzan và thủ phạm Mansour Oman Abusasan đã thảo luận về việc phi tang thi thể của ông Khashoggi. Sau khi gây án, các thủ phạm đã giấu xác của ông Khashoggi ở gần thành phố hẻo lánh Yalova, nằm cách Istanbul khoảng 55 dặm. Hoàng thái tử của Riyadh đang được xem là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ này. Đánh bom khủng bố khiến cho 3 người bị thiệt mạng tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Ít nhất 3 người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi một quả bom do các phần tử khủng bố cài trong xe hơi bất ngờ phát nổ vào ngày thứ Hai 26 tháng 11, ngay trước khuôn viên của các cơ sở thương mại tọa lạc tại quận Kwadaji thuộc trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia. Tin cho hay thuốc nổ được cài bên trong một chiếc xe hơi đậu ngay bên ngoài những cơ sở thương mại, nơi có nhiều người thường xuyên ra vào. Do vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, nên số người bị thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới. Trong một diễn biến khác cùng ngày, một vụ tấn công khủng bố đã làm rung chuyển trung tâm sinh hoạt tôn giáo ở miền trung Somalia, khiến cho một giáo sĩ và 14 tín đồ bị thiệt mạng. Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom đẫm máu này. Cảnh sát Ý đã bắt giữ 5 nghi phạm buôn người nhập cư. Lực lượng cảnh sát của Ý quốc đã vừa bắt giữ được 5 nghi phạm buôn người, vốn bị cáo buộc là nhận tiền để giúp những người nhập cư bất hợp pháp vượt biên sang lãnh thổ Âu Châu vào ngày thứ Hai 26 tháng 11. Vụ bố ráp đã được tiến hành nhờ vào sự giúp đỡ của cơ quan cảnh sát hàng hải Ý, cùng với các thành viên thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Carabinieri. Tổng cộng 5 nghi phạm gốc Ai Cập đã bị bắt và áp giải vào nhà tù sau khi giúp cho 264 người nhập cư bất hợp pháp vượt biên từ Libya sang Ý quốc. Nhiều người trong đoàn di dân lậu cho biết mỗi người trong số họ phải trả lệ phí lên đến 1.500 euro mới có thể tham gia vào cuộc hải trình đầy gian nan này. Nhóm người này đã được đưa tới trung tâm tạm trú dành cho người tị nạn ở Pozzallo. Thưa quý vị, những sự trùng hợp bất thường là nguyên nhân gây ra tai nạn hỏa xa thảm khốc ở Đài Loan. Tai nạn hỏa xa thảm khốc vốn đã cướp đi sinh mạng của 18 người, đồng thời làm bị thương 187 người vào cuối tháng 10 tại thành phố Yilan của Đài Loan là do hàng loạt các sự trùng hợp bất thường gây ra, trong đó bao gồm những sai sót về mặt kỹ thuật và nhân sự. Mặc dù tốc độ cao là một trong những yếu tố chính khiến cho chiếc tàu bị trật khỏi đường ray xe lửa, nhưng giới chức trách vẫn không hiểu vì sao nhân viên điều khiển đoàn tàu lại để xe di chuyển ở vận tốc quá nhanh khi biết phía trước có một vòng cua nguy hiểm. Có thể người này đã bị phân tâm trong lúc nói chuyện với đài kiểm soát ở ga tàu.
Giới chức trách đồng thời thẩm định đây là vụ tai nạn hỏa xa kinh hoàng nhất từng được ghi nhận xảy ra trên đảo quốc Đài Loan trong suốt hơn 3 thập niên qua. Thưa quý vị, trong khi đó thì Ấn Độ đã kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Mumbai. Ngày 26 tháng 11 năm nay đã chính thức đánh dấu 10 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai của Ấn Độ, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 160 người, đồng thời làm nhiều người khác bị thương. Chính quyền Ấn Độ đã tổ chức nhiều buổi lễ tưởng niệm trên toàn quốc, đặc biệt là ở những nơi từng là mục tiêu của vụ tấn công, điển hình như khách sạn ven biển Taj Mahal Palace, trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Được biết, vào ngày 26 tháng 11 năm 2008, có tổng cộng 10 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba đến từ Pakistan đã tấn công vào khách sạn và nhiều địa điểm khác ở Mumbai trong suốt 3 ngày, khiến cho nơi đây đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Một tòa án tại Pakistan vào cuối năm ngoái đã ra lệnh phóng thích một người đàn ông Hồi giáo có tên là Hafiz Saeed, người từng bị Hoa Kỳ và Ấn Độ cáo buộc là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công khủng bố này. Việc đương sự vẫn sống tự do ngoài vòng pháp luật đã khiến cho mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ càng thêm căng thẳng hơn. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.